đi. Đồ khốn nạn. Em làm cái gì vậy? Ngủ sofa đi. Biết rồi. Cô ta là ai? Nhìn con nhỏ Trúc Mai là đủ biết cô ta đẹp như thế nào rồi. Vừa đẹp, vừa biết quyến rũ dụ dỗ đàn ông, cho nên mới khiến cho anh mê mẩn và lừa dối tôi lúc trước khi cưới. Anh với cô ta gặp nhau ở đâu? Lúc nào? Và tại sao gặp nhau? Anh nói với em rồi, loại người như cô ta không đáng để em bận tâm đâu. Hồi đó do anh nông nổi cho nên mới bị dụ dỗ thôi. Bây giờ em khỏi lo, cô ta cũng không làm phiền cuộc sống vợ chồng mình được. Vì sao? Cô ta đang sống hạnh phúc mà. Vậy là anh vẫn còn liên hệ với cô ta hả? Hả? Đừng có. Sao anh biết vậy? Đó. Không có, anh đâu có điên đâu mà liên hệ với cô ta làm gì. Ý anh là chắc là bây giờ cô ta có cuộc sống thoải mái vậy thôi. Rồi đi đây. Nè, định trốn hả? Chú mày ngủ ngon, đừng giận nữa nha. Đứng lại. Tức chết đi được à. Tự nhiên mọi chuyện rối tung rối mù lên hết. Tất cả là cũng tại vì con nhỏ đó. Chính nó đã phá nát hết tất cả kế hoạch mà mình đã gầy công xây dựng mấy lâu nay. Đỗ Kim Trọng! Thật ra, hơn 20 năm trước, ba cô Yến và má của em có biết nhau đó anh. Hình như hồi đó, ba cô cổ còn làm gì sai với má của em nữa. Mẹ của Trúc Mai, chứ chồng có chuyện gì vậy ta? Tôi thề với trời với đất, dù tôi có rơi xuống vực thẳm thì cũng sẽ đưa cô đi cùng. Bất tài, vô dụng. Để xem, cô có thể làm gì được tôi. Mới sáng ra, em đọc cái gì mà chăm chú thế? Em cảm thấy lo cho buổi ghi hình ngày hôm nay, cho nên em muốn chuẩn bị thật kỹ để chị Mai Phương thấy em có thể làm chủ sân khấu cho dù có Kiều My hay không. Em không muốn xảy ra sai sót gì hết. Bí quyết thành công đây phải không?
Người ta cứ nghĩ sau một đêm em trở thành công chúa Lọ Lem. Nhưng họ đâu biết có những lúc em phải làm việc cật lực như thế này. Ừ, biết làm sao được. Mọi người đều có xuất phát điểm khác nhau. Mà xuất phát của em thì... Nếu em không nỗ lực gấp nhiều lần người khác thì em không thể đuổi theo kịp họ. Chứ đừng nói là vượt lên trên. Anh lo lắng lắm. Không biết sau này em có thời gian dành cho anh nữa hay không? Em xin lỗi anh. Hôm nay anh có cuộc họp phải không? Để em đi chuẩn bị cho anh bộ vest thật sang trọng, để anh nổi bật nhất luôn nha. Không cần, không cần. Lúc nào anh chẳng tỏa sáng. Bởi vì anh là chồng của MC Anh Thư nổi tiếng cơ mà. Dạo này anh cũng biết nịnh vợ nữa hả? Ừ. Khai mau, anh đã học được mấy câu này ở đâu hả? Em không thích à? Vậy thì thôi. Đâu có. Em bị ghiền luôn rồi. Từ bây giờ nếu như mà anh không nịnh em mỗi ngày thì em chỉ giận luôn đó. Em làm việc tốt nhé. Và luôn nhớ rằng lúc nào anh cũng ở bên cạnh em. Hôm nay ban giám đốc sẽ quyết định xem em có thể làm MC chính thức hay không. Em cảm thấy hồi hộp quá à. Đừng có lo lắng quá. Anh chờ tin vui ở em. Chào buổi sáng. Chào em. Có gì mà mới sáng sớm đã gặp em thế? Nhanh lên, sắp đến giờ em ghi hình rồi. Ok, chị sẽ nói nhanh thôi. Uống trà đi. Thái độ gì đây? Chị muốn nói gì thì đừng vòng vo nữa. Vào đề luôn đi. Em bình tĩnh nghe chị nói nè. Em làm trong ngành này thì em cũng hiểu rõ rồi đó. Tỷ suất người xem cao là quan trọng nhất. Số của anh Thư dẫn vừa rồi là tăng rất cao. So với số mà em dẫn cao nhất là 5%. Đã bảo không cần vòng vo mà. Nói rõ hơn là độ nổi tiếng của em giảm đáng kể. Trong khi anh Thư và Trúc Mai là hai gương mặt mới. Chị muốn nói gì nói luôn đi. Bên đài, họ muốn em tự động rút lui khỏi vị trí dẫn chương trình chính. Mà chị thấy như vậy cũng tốt cho em đó chứ. Em có khả năng. Gia đình chồng em thì có tiềm năng về kinh tế. Sau này đầu tư một chương trình khác thì cũng hay mà. Chị đang đuổi tôi khỏi chương trình của mình bằng cách này đấy à? Vắt chanh bỏ vỏ. Nếu như mà em thật sự muốn dẫn chương trình của mình á, thì chị sẽ thuyết phục họ để cho em phụ dẫn với lại anh Thư nhé. Chị muốn tôi làm nền cho con đàn bà rẻ tiền đấy à? Hiện giờ em không bình tĩnh thì cũng đừng có quyết định gì hết. Giận quá mất khôn đó. Đủ rồi. Chị làm việc với tôi bao nhiêu năm nay, chị cũng biết là tôi sẵn sàng vứt bỏ chương trình này, dù nó là chương trình do tôi tạo ra, còn hơn là dính dáng đến loại nhơ nhớp như cô ta. Nhưng mà thôi, hổ chết để lại ra, người chết để lại tiếng. Cứ coi như hôm nay là chương trình cuối cùng của tôi đi. Tôi sẽ ra đi một cách êm thấm theo đúng yêu cầu của chị. Nhưng với một điều kiện.
Dù gì đây cũng là chương trình mà tôi đã gắn bó hơn 3 năm rồi. Cũng phải có một lời tạm biệt cho đàng hoàng với khán giả của tôi. Mời nhiều phóng viên vào. Em định giở trò gì với anh Thư? Việc gì tôi phải bẩn tay? Đơn giản là tôi không muốn truyền thông xuyên tạc sai sự thật về sự ra đi của tôi thôi. Hôm nay tôi sẽ thực hiện kế hoạch. Chị chờ tin vui đi. Được rồi. Alo. Dạ, tôi nghe. Tôi đã làm theo lời đề nghị của cậu rồi đó. Sau ngày hôm nay, tấm hình 20 năm trước của anh Thư sẽ được phát tán rộng rãi và chắc chắn sẽ có người nhận ra cô ta. Sau khi chương trình phát sóng, cậu nhớ theo dõi kỹ lưỡng tất cả các bình luận và không bỏ lỡ bất cứ điều gì nghe chưa? Dạ, tôi biết rồi. Trà My ơi! Trà My à! Mày vào đi mẹ! Cháu dâu muốn vào chào con này. Con có việc đại sự gì mà ở lì trong phòng suốt từ sáng đến giờ thế? Dạ, con đến chào dì để đi làm. Tối nay con về hơi trễ, dì đừng chờ con nha. Được rồi, đừng làm việc quá sức đó. Nghe nói hôm nay là một ngày làm việc quan trọng với con. Buổi ghi hình thuận lợi nha. Cảm ơn dì đã lo cho con. Chắc chắn mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi mà dì. Vì bây giờ đâu có gì cản trở con được nữa. Con chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi. Con đi nha dì. Con chào bà. Ừ. Con làm như vậy là đúng đấy. Mẹ chồng nàng dâu cứ là phải hòa thuận thì gia đình mới êm thấm được. Này, con bé tiếng thế thôi mà mấy hôm con đi vắng nó chăm sóc mẹ chu đáo lắm. Nó rất rộng rãi nhá. Mẹ thích cái gì là nó mua tặng mẹ luôn. Đấy. Nói mới nhớ ra, mẹ phải lên thử ngay cái váy cháu dâu vừa mới mua tặng. Không có gì cản trở sao? Cô ngây thơ hay là ngu ngốc thật vậy? Được thôi, vậy cứ tận hưởng đi. Thường thì trước khi cơn bão ập đến, trời quang mây tạnh mà. Có chuyện gì mà sao em không nghe máy vậy? Anh xin lỗi em nha. Lần trước anh có thấy mẹ em với cô Yên đang cãi nhau, nhưng mà anh không dám xuất hiện. Anh sợ nếu như mà cô Yên đang biết thì mẹ của anh cũng sẽ biết. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra giữa cô với mẹ cho em? Xin lỗi anh, nhưng bây giờ anh đừng hỏi về em hết. Cũng đừng tới tìm em nữa. Em đang có nhiều chuyện phải suy nghĩ lắm. Khi nào em ổn hơn rồi em gọi cho anh nha. Khoan đã, có chuyện gì mà em không thể nói với anh vậy? Anh hiểu rồi. Vậy anh sẽ đợi.
Khi nào em ổn rồi thì gọi cho anh nha. Bất cứ lúc nào em cũng có thể gọi hết. Em nhớ chưa? Phần mở đầu, chị sẽ để cho Kiều My làm chủ sân khấu, để cho cô ta nói lời chào cuối cùng với khán giả. Mai, Trúc Mai. Em xin lỗi chị. Em sao vậy? Mặt mũi nhợt nhạt quá. Hay lỡ nhà có chuyện gì? 10 phút nữa là ghi hình nha chị Thư ơi. Được rồi. Em xin lỗi chị. Em không sao đâu. Mình đi đi chị. Khoan đã. Chị biết là ai cũng có những vấn đề riêng. Nhưng mà một khi đã đến đây làm việc thì mọi thứ cần phải được để qua một bên thì mới đạt được hiệu quả trong công việc. Nếu không thì ngoài những vấn đề mình đang lo lắng, em còn phải bực bội vì công việc không đâu vô đâu nữa. Dạ em biết rồi ạ. Hôm nay là một ngày rất quan trọng với chị, sẽ quyết định chị có được làm MC chính hay không. Nên chị rất cần sự hỗ trợ thật tốt từ em. Lấy lại tinh thần và làm việc cho thật tốt đi. Dạ. Lên bộ, lên bộ. Chết. Trời ơi. Hoài. Để coi bữa nay làm ăn được gì không. Trời ơi, chúa trắng luôn. Chết rồi. Làm gì ra tiền giờ ta? Rất vui khi được gặp gỡ với quý vị. Tôi là Kiều My của chương trình Vào Bếp Cùng Kiều My. Và tôi là anh Thư, xin chào quý vị. Tôi là Trúc Mai, xin chào quý vị khán giả. Mở đầu chương trình, tôi và ekip buộc phải thông báo một tin buồn tới quý vị. Hôm nay sẽ là ngày ghi hình cuối cùng của MC Kiều My, người dẫn chính của chương trình Vào Bếp Cùng Kiều My ạ. Ôi sao tiếc quá vậy? Em là fan ruột của chị ấy luôn. Ôi, tiếc quá vậy? Chắc chị ấy tham gia chương trình khác á. Chắc bây giờ cô Kiều My đang có nhiều cảm xúc lắm, đúng không ạ? Đương nhiên rồi. Dù gì tôi cũng đã gắn bó với chương trình này được hơn 3 năm. Nay phải rời đi, tôi cũng buồn chứ. Tuy nhiên chương trình cũng sẽ tiếp tục được thực hiện dưới sự dẫn dắt của MC Anh Thư. Hy vọng quý khán giả có thể dành sự yêu mến cho chị ấy. Cảm ơn Kiều My rất nhiều. Dẫu sao thì trước khi nói lời chào tạm biệt, tôi cũng xin được gửi một món quà đến với người bạn dẫn thương mến của tôi. Hy vọng là quý khán giả có thể hiểu rõ hơn về chị Anh Thư sau món quà này. Với tư cách là một người đi trước trong nghề, tôi xin được cho chị một kinh nghiệm. Khi mình càng cởi mở thì khán giả càng thấy gần gũi hơn, đúng không ạ? Mới đây tôi đã thu thập được một thông tin vô cùng lý thú về tuổi trẻ của chị Anh Thư. Quý vị có muốn xem không ạ? Không lẽ là hình của tôi trước khi giải phẫu thẩm mỹ sao?
Quý vị có muốn biết không ạ? Có. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau so sánh MC Anh Thư của thời kỳ hiện tại với Anh Thư của 20 năm trước, rồi mình sẽ tự tìm ra câu trả lời nhé. Tôi cũng đang tò mò, không biết cô sẽ so sánh bằng cách nào đây? À, mới đây có một vị khán giả đồng thời là fan hâm mộ của chị Anh Thư đã gửi một tấm ảnh đến với chương trình mà theo tôi đây là một món quà vô cùng quý giá. Chắc chắn là sau khi xem tấm hình này xong thì không chỉ khán giả đâu mà bản thân chị Anh Thư cũng sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ đấy. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lên màn hình nhé. Đây chính là tấm hình của Anh Thư vào năm 25 tuổi. Đúng là nhan sắc trời cho, từ xưa đến nay vẫn đẹp y như vậy, đúng không mọi người? Ai đây? Đúng là Thi Anh rồi. Con nhỏ này. Hoa Vương đang phát sóng trên ứng dụng Vion.